Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay tiếp tục mình review nha anh em. Mình sẽ review con Lewandowski anh em. Ồ, 106 ha. Up lên 111 rồi. Nó lại kêu Second Striker nè. Bút cho chạy nước rút nè. Dứt điểm nè. Sút mạnh nè. Chọn vị trí nè. Và nhanh nhẹn nè. Wow, phiên bản này nó quá tốt anh em. Bút cho quá cực kỳ là sĩ số khủng khiếp luôn. Mình để ý mấy cái sĩ số của mấy con mà World Cup á, nó là khủng khiếp anh em. Con này cao mét 85 ha. Nó có cái solid layer là người chơi rắn nè. Phải shot trước kỹ thuật nè. Ông sẽ bút shot xuống bắn ngoài. Chân thì 5 năm, thể lực thì khá. Kill 5 sao anh em, cực kỳ là ngon luôn. Công nhận mấy con mà sự kiện World Cup này đa số là chỉ số cực kỳ là ngon. Mà mình thấy nó cũng khá ngon anh em, khá ok chứ. Thì ok, hôm nay mình sẽ test con Lewandowski cho anh em đá như thế nào. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đá 2 trận cho anh em thấy Lewandowski đá như thế nào. Rồi ok, mình sẽ test vài trận nữa. Rồi mình thấy mình sẽ tổng kết và đánh giá cho anh em ha. Ok anh em, bây giờ mình cho trận đấu ha. Mình đang dùng cặp tiền đạo Lewandowski và Harry Kane. Tiền vệ bao gồm có là Messi, De Jong, Veron và Bosco. Đó, nói hay kìa chưa. Ok anh em, Messi. Không được, một vài bàn của Messi nhưng không thành công. The Foul Damgas. Jeremy Damgas. Damgas. Sao làm gì đây Damgas? Này Damgas của đàn mặt anh em chỉ bao. Bắt đầu, không được, hay quá, một vài phá bàn rất tốt của hậu vệ. Messi, Lewandowski, Harry Kane, Bosco, và là Bosco. Bosco, Harry Kane, chỉ qua, Lewandowski, sút vào. Một pha hợp quá đẹp giữa Bosco, Harry Kane và Lewandowski anh em. Quá tuyệt vời. Tiền đạo của Lewandowski thì hỏi nói anh em, rất là bén anh em. Cực kỳ là bén luôn. Dứt điểm cực kỳ tốt. Chân 5 năm anh em, đó, hay không? Thể lực ở mức khá anh em. Nói chung là thể lực ở mức khá thôi, chứ không phải là quá tốt. Damgas thì số là 1-0 nha anh em, do công của Lewandowski. Một vài phối hợp quá hay, quá đẹp giữa Bosco, Harry Kane và cuối cùng là dứt điểm là Lewandowski anh em. Quá tuyệt vời. Đó, dấu ấn đầu tiên của Lewandowski. Rồi mở tỷ số nha anh em. Đội bạn tấn công. Hết bên rồi. Thì Lewandowski thì đã có rất nhiều phiên bản anh em. Phiên bản vừa rồi ở sự kiện River Plate anh em. Đó, thì cũng quá hay rồi. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm. The Foul Damgas phạt ban rồi. Pulis phạt ban. Thì mình nói phiên bản 104 anh em của sự kiện Liverpool á, thì mình thấy đã quá ok rồi. Hay quá vậy. Một pha chuyền của Lewandowski vào Harry Kane. Sút vào. 2-0 anh em. Một pha phối hợp quá tuyệt vời giữa quá anh ấy, giữa Harry Kane và Lewandowski. Ôi, Lewandowski quá phong độ anh em. Quá đồng độ luôn. Chỉ cho Harry Kane băng xuống rất hay. Quá chống chạy anh em. Một pha phản công quá máu mực luôn. Thì mình đang nói là cái phiên bản 104 này quá hay rồi anh em. Thì phiên bản World Cup 106 này á, thì mình thấy nó bút thêm một sĩ số khóa khủng khiếp anh em. Là có thể chạy nước đúc anh em. Tốc độ được cải thiện hơn nữa. Đó. Ngoài ra thì dứt điểm với mấy kia thì bình thường rồi. Nguy hiểm. Wow. Một pha đi bàn quá hay của Damgas. Đấy. Và anh đang bút đánh tỷ số nó còn 2-1 cho đội bạn rồi. Đó. Mình đang nói về hai thẻ anh em. Thì đội bạn đã ghi bàn. Đó. Thì mình thấy cái thẻ này á, nó bút sĩ số quá tốt anh em. Quá khủng khiếp luôn. Đa số mấy con sự kiện World Cup này á, tỷ số khá khủng nha anh em. Khá tốt ạ. Nguy hiểm. Sút vào. Các bạn vừa ghi bàn. Lewandowski này sút được 3-1 anh em. Tuyệt vời, tuyệt vời. Lại là một vài phối hợp giữa hình như là Harry Kane đúng không anh em? Harry Kane chuyển cho Lewandowski đúng không anh em? Đúng rồi, chính xác. Quá tuyệt vời anh em. Harry Kane nó chuyển cho Lewandowski ghi bàn. Tại mình đang tập trung nói mà không để ý anh em. Đó, Damgas. Tại một pha băng của Damgas. Đấy. Damgas đừng pha mấy pha đi băng nó đi hoài anh em. Bắt bài lên em. Đó, Lewandowski nhảy quá. Kelman, chuyển quá. Không được rồi. Kelman được chuyển cho De Jong nhưng mà không thành công rồi. Đó. Thì anh em có thể là mình sẽ đổi một số khẻ cầu thủ sự kiện này cho vô đội hình. Mình nghĩ là mấy cầu thủ sự kiện này khá ok anh em, thật sự khá ok. Mình test rất là nhiều rồi nhưng mà mình chưa làm review cho anh em được. Nói chung là ok ở mức gọi là chấp nhận được. Có con thì khá hay, cái con thì chấp nhận được chứ không phải con nào cũng còn là hay anh em. Nhưng mà mình thấy là ok anh em, thật sự. Những con tầm trung như là 100, 103, 102 gì đó. Mấy con đó anh em nào mà thích ngon bổ rẻ đó. Đó, để bố mình làm clip ngon bổ rẻ cho anh em ha. Thì nó khá ok anh em chứ không phải là quá giả đâu. Tại chỉ số nó bút khá là tốt. Đó, thì ok anh em. Mình tiếp tục một trận đấu nha. Để xem Lewandowski tiếp tục như thế nào đây. Nó ghi hai trái rồi anh em. Đấy, đội bạn vẫn đang miệt mài tấn công để rút ngắn tỷ số nhưng mà vẫn chưa được. Đó. Phút thứ 55 rồi. Tỷ số là 3-1.
và Lewandowski đã ghi hai bàn thắng anh em, hai bàn thắng quá đẹp. Mosko hay lắm, Heidekin đi bắn, Heidekin chuyển quả đúng rồi, Lewandowski, Heidekin chuyển vào, bắt đầu vào một cú hat trick cho Lewandowski anh em, tuyệt vời, học độ cực kỳ cao của Lewandowski anh em, đó cực kỳ cao luôn anh em, đó một pha đánh đầu cực kỳ tốt, đúng là một tiền đạo hoàn hảo anh em, dứt điểm đánh đầu quá tốt luôn, chạy chỗ chọn vị trí cực kỳ hay anh em, ấy nó là một phiên bản hoàn hảo của Lewandowski đến hiện giờ thì hiện tại anh em, đó quá tuyệt vời, 4-1 anh em ơi, và có một cú hat trick của Lewandowski anh em ơi, quá tuyệt vời. Chisa, hình như đội bạn đã thay người rồi. Thay Chisa vừa thay cho Damgat rồi. Hậu vệ đang tấn công. Hay lắm. Chỉ quá sút, không vào. Một pha khá nguy hiểm anh em ơi. Pha giữ hộp với hậu vệ cánh mà tuyệt vời của đội bạn. Chỉ vào. Đánh đâu, không được. Không có ai đánh đầu anh em. Giảm Rosta. Hay lắm, Lewandowski. Mình là Lewandowski. Chuyển quá, Heidekin. Chuyển xuống, Lewandowski. Biệt vị anh em. Trời ơi, tiếc quá anh em, biệt vị rồi. Một bàn hợp quá hay giữa Lewandowski và Heidekin. Rồi đây là bởi vì có một bàn chân thôi anh em, có một bàn chân thôi. Rất tiếc anh em, quá tiếc luôn. Tỷ số này là 4-1 anh em ơi, phút thứ 74 rồi. Trận đấu này mình thấy Lewandowski đá quá hay anh em ơi. Chạy chỗ dứt điểm đỉnh đầu quá tuyệt vời. Hay lắm. Mình đang tackle Messi cho anh em đó. Lewandowski. Vẫn là Lewandowski hay quá. Còn mất bàn rồi. Và bàn không thành công của Lewandowski rồi. Kéo men Van Dijk, Bosco, Heidekin, Lewandowski, Lewandowski sẽ làm gì đây? Đó, đúng rồi, hay quá, Messi, sút, vào, một pha sút xa quá tuyệt vời của Lionel Messi em, Lionel Messi anh em ơi, quá tuyệt vời luôn. Hôm qua thì anh em có coi trận đấu giữa Ba Lan và Ả Rập Saudi anh em, đó. Lewandowski đá quá cũng khá hay anh em, nhưng mà đáng lẽ là ghi hai trái nhưng mà trái thứ hai thì hơi xui, bị thủ môn cản phá và sút ngay cột dọc mấy trái anh em. Thì còn Lewandowski đá cũng khá hay chứ anh em. Còn Messi quá cũng khá hay anh em. Một bàn thắng vừa rồi, y chang như bàn thắng sút vô lưới Mexico anh em. Đó, một sút bên trái ngoài cúp địa, quá tuyệt vời anh em ơi. Hay quá, Heidekin hết giờ anh em ơi. Trận đấu quá hay của Lewandowski anh em. Một cú hat trick đó. Số 5-1 cho anh em, ok anh em. Mình sẽ tiếp tục đá một trận đấu nữa cho anh em xem. Đó, rồi mình sẽ test thêm vài trận nữa. Coi như thế nào ha. Đó, giờ anh em xem trước một hai trận nữa đi. Và anh em làm tiếp đi. Đó, ok anh em. Bây giờ mình sẽ vô trận đấu thứ hai. Tiếp tục là mình sẽ nhồi banh cho Lewandowski để Lewandowski dứt điểm đánh đầu tiếp tục cho anh em xem ha. Đó, thì trận đấu trước thì Lewandowski quá hay anh em, chạy chỗ nè, dứt điểm nè, và đánh đầu luôn em. Đó, một phẩm chất, một tiền đạo hàng đầu anh em. Đó, Messi, không được rồi. Messi đã được đột phá cá nhân nhưng mà không thành công rồi. Sterling đi banh hàng hóa Sterling hay gì? Sterling sút vào, quá hay anh em, quá hay luôn. Sterling đã lừa hết hàng hậu vệ mình rồi, quá tuyệt vời. Một cú bàn đại luôn em, quá hay luôn em ơi. Một bàn thắng bất ngờ của đội bạn, một dạng một gáo lật quá nhanh vào đội bình, trời ơi tốt quá anh em. Họ tấn công lên rồi, đó tấn công lên. Phơi đi anh, đúng rồi. Bosco, đội bạn có vẻ khá khôn ngoan anh em, không có áp sát lên anh em thấy không? Không có áp sát lên. Đó, sút, không vào, không được rồi. Pha đi bàn của Messi nhưng không thành công rồi. Thì vào, đánh đâu, không được, không có ai tiếp bàn hết anh em ơi. Bell, Gareth Bell, không được, bắt bàn rồi, hay lắm. Kin, Messi. Lần này Messi không được, không qua được Hulit rồi. Còn Messi, vẫn là Messi, không được, Messi nó mất bàn rồi. Và đi bàn cá nhân của Messi nhưng không thành công rồi, nguy hiểm quá, không được, hay lắm. Solomon kịp thời chặn bàn từ chân của Smelden rồi. Mosko, hay lắm. Đội Young, Lewandowski, Heidekin chống quá. Mosko sút vào. Gỡ hòa rồi anh em ơi, gỡ hòa rồi. Một pha hợp quá tuyệt vời giữa Lewandowski, Heidekin và cuối cùng là Bosco với bạn anh em, quá tuyệt vời. Một trận đấu gọi là đang hấp dẫn anh em, hấp dẫn như là cân bằng. Đang hai bên đang đôi co, đang tấn công đều đều. Ăn miếng trả miếng anh em. Đó.
đấy, đội bạn có những pha phối hợp rất tốt anh em, với lại những phòng thủ quá anh em rất tốt, không có áp sát lên rất khó chịu nha anh em. Taremi, Lewandowski, Messi, De Jong, mày lắm, Harry Kane không được là té rồi, phạt chưa, phạt rồi anh em, té rồi chứ phạt rồi, chết đúng rồi, còn chuyển xuống đi, chuyển qua Messi, sút không vào, một pha ra chân bằng cánh trái của Messi rất nhanh anh em, nhưng mà thủ môn quá anh em ơi, đẩy bắn rồi, chuyển vào, đánh đâu không được rồi, sút không được, lại là Bosco anh em, Bosco vừa có một cú ra chân nhưng mà trúng hậu vệ rồi, tiếp tục một quả phạt góc nữa, chuyển vào, đánh đâu không vào, một pha đầu hết sức là nguy hiểm anh em, đá ngoài. Không biết đó là Lewandowski hay là Ferdinand hay là Van Dijk anh em. Tại vì không hiện tên anh em ơi. Messi. Kane. Messi. Đúng rồi, tại là De Jong xuống đi. Không được. Quá chậm anh em ơi. Pha này quá chậm của De Jong, quá chậm. Hay lắm, De Jong. Mình đang kiểm soát thế trận khá tốt anh em. Hiệp 1 kết thúc số 1 đều rồi. Lewandowski thì vẫn chưa thể được nhiều tại vì thế trận khá chặt chẽ anh em. Các bạn phòng thủ khá tốt. Xem hiệp 2 như thế nào anh em ha. Để coi Lewandowski kìa như thế nào đây, mình sẽ nhồi banh ha cho Lewandowski. Đội bạn vẫn đang có những đường truyền sân nhà rất chính xác, bắt bàn đội hay lắm. Kane, Messi chuyển xuống Lewandowski, sút vào quá đẹp. Messi chuyển quá đẹp anh em, pha chuyển của Messi quá đẹp cho Lewandowski đang tỷ số lên 2-1 đấy, vừa vào phải xong, pha nguy hiểm lên đấy, những điểm cực kỳ là chính xác này, cực kỳ là chính xác, quá đẹp luôn. Tỷ số là 2-1 rồi, mới đầu hiệp 2 rồi, tỷ số là 2-1 rồi. Messi đã không khá ok này, thấy chuyện có tốt này mọi người. Có gì clip sau mình sẽ review Messi cho anh em nha. Lắm. Oh shit. Taremi. Gullit, sút. Bao. Trời ơi, hậu vệ mình nó lơi lỏng anh em. Kèm người không chặt anh em ơi. Đây nè. Gullit quá thoải mái được sút rồi. Hai đều rồi anh em ơi. Đội bạn đã khá tốt này mọi người. Thực sự là khá tốt. Hai đều rồi. Kane. De Jong. Phạt rồi. Phạt lỗi rồi anh em ơi. Sút phạt. Đúng rồi. Verón. Kane. Lewandowski. Không được rồi, mất bắn rồi. Osit. Vẫn là Osit. Nhìn chung thì đội bạn vẫn đang có những pha phối hợp gọi là rất là thoải mái anh em, chính xác. Đấy, tốc độ của Sterling không được, qua rồi. Qua lốt không được. Quả đi bàn không thành công của Sterling rồi. Harry Kane. Lewandowski. Lewandowski chuyển xuống, Harry Kane. Kịp không? Không được đâu, một pha chuyển quá đẹp của Lewandowski cho Harry Kane nhưng mà không kịp anh em ơi. Trận đấu này diễn ra khá cân bằng anh em ơi. Nói chung là không có nhiều gọi là pha nguy hiểm anh em, nhưng mà cũng là nguy hiểm là ghi bàn. Đó. Trận đấu này là diễn ra khá chặt chẽ anh em, đội bạn cầm bàn khá tốt. Đấy, đi bàn cũng ok lắm anh em. Sterling. Quan trọng cái này là lại là ai mà gọi là may mắn hơn thôi. Đấy, đi bàn Husky. Đúng rồi, Harry Kane. Vẫn là Harry Kane. Còn bàn Harry Kane. Chuyển xuống, Lewandowski trong qua. Sút vào. 3-2 anh em, 3-2 rồi. Quá tuyệt vời anh em, Lewandowski một cú đúp rồi. Một pha chạy trâu quá hay của Lewandowski. Đấy, là một cú đúp. Tiền đạo là gì em? Quan trọng là dứt điểm anh em. Đó, chạy trốn tốt, thấy không? Phá mấy vị lên, ghi bàn lên. Mà Harry Kane chuyển chân này cũng khá hay anh em. Đấy, cứ càng lớp của Harry Kane khá tốt anh em. Phút thứ 89 rồi anh em ơi, 3-2 rồi. Trận đấu quá tuyệt vời đối với Harry Lewandowski anh em ơi. Mà Harry Kane cũng hay nữa. Hết giờ anh em, 3-2 anh em, quá tuyệt vời anh em ơi. Đấy, thì ok anh em, bây giờ mình sẽ đánh giá Lewandowski cho anh em ha. Chấm điểm trước cho nó ha. Bây giờ là dứt điểm nè, đánh đầu chọn vị trí là 10 điểm nè, tốc độ nè, xử lý banh nè, rê banh là 9 điểm anh em, mình tổng quan là 9.75 điểm, một con tiền tạo cực kỳ là tốt, hoàn diện anh em, đánh đầu dứt điểm chọn vị trí quá hay luôn. Đây anh em xem chỉ số nè, nó bút cho được cái tốc độ anh em, ấy chạy đúng lúc nè, tăng được chút nè, sút rất là mạnh anh em thấy không, ghê không, nhanh nhẹn nữa, đấy trên 5 năm thì lực khá, kêu 4 sao, cực kỳ ngon, đánh đầu rất tốt anh em, thấy chưa, con tiền tạo cực kỳ ngon mà nhiều lúc anh em á chơi không được con này, tại vì do gì nó hay lùi, đúng không, nó hơi lùi đúng không, nhưng mà mình thấy nó cũng được anh em, chơi một tiền đạo cũng được chứ không phải cái gì đâu, cũng không khó khăn gì đâu, anh em chơi quen là được đó. Thì quên em, hay làm clip review Lewandowski cho anh em ha.
anh thấy clip này hay thì like, share cho mình nha anh em. Chưa đăng ký đăng ký ủng hộ nha. Cảm ơn anh em. Xin chào anh em.